Chào quý vị và các bạn, tôi là Võ Văn Thành Công, hiện tôi đang công tác tại dự án chung cư The Garden 295 Tân Kỳ, Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Sau đây tôi xin giới thiệu cho quý vị và các bạn về hệ thống hồ bơi của tòa nhà nơi mà tôi đang làm việc. Hồ bơi của chúng ta có thể tích khoảng 250 mét khối và độ sâu từ 0,4 tới 1,2 mét. Độ sâu từ 0,4 này rất thích hợp cho các em nhi, và với thể tích 250 mét khối này thì hồ bơi của chúng ta nên sử dụng hệ thống lọc nước tràn và cần sử dụng một bể cân bằng nước. Bể cân bằng của chúng ta có thể tích khoảng 18 mét khối. Ưu điểm của hệ thống này là tập trung thu hồi bụi bẩn tại bể cân bằng qua nước tràn và mực nước cao bằng thành hồ bơi, tạo thành một không gian khá là đẹp mắt. Nhưng mà phải sử dụng nước tràn xung quanh như thế này thì gây tổn thêm những diện tích. Vừa rồi tôi vừa giới thiệu cho quý vị và các bạn về hồ bơi nơi mà tôi đang làm việc.